Phú Quốc nổi danh với rừng vàng, biển bạc. Và ngọc trai là một tặng vật quý của nơi đây. Tự hào là chiếc vương miện được đính toàn bộ ngọc trai sản sinh từ Phú Quốc, Việt Nam. Vương miện Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 là thiết kế tâm huyết của nhà tài trợ vương miện Ngọc Hiền Bơ. Tinh tuyển 15 viên ngọc trai Maxima, 3 viên ngọc trai Sochi, 7 viên ngọc trai Akuya, từ hàng ngàn viên ngọc được Ngọc Hiền Bơ nuôi dưỡng trên chính vùng biển Phú Quốc. Cùng với hợp kim kết hợp vàng 24K, hơn 500 viên kim cương nhân tạo Moissanite và 500 viên hoàng ngọc Topaz tạo nên hình ảnh chiếc thuyền chở hoa sen ngọc cười sóng ra khơi. Thiết kế được lấy cảm hứng từ hoa sen, quốc hoa của Việt Nam và câu chuyện sáng lập Ngọc Hiền Bơ với một con thuyền gỗ của ông Hồ Phi Thủy. Qua đó, vương miện tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết thanh cao của người phụ nữ Việt, đồng thời thể hiện ý chí vươn lên, bản lĩnh kiên cường và khát vọng vươn ra biển lớn của con người Việt Nam nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung. Mang tên Vương Tầm, chiếc vương miện danh giá không chỉ góp phần tô điểm ánh hào quang của chủ nhân, mà còn nhắc nhở sứ mệnh quảng bá hình ảnh con người, đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế, dành cho ngôi vị quán quân Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022.